Chào cả nhà, Ad đây, admin fanpage trường đại học Văn Lang đây. Có lẽ nhiều bạn tò mò về dung nhan của Ad xinh đẹp lắm. Rồi thì là nhân một ngày rất rất độc đáo, Ad quyết định lộ diện. Hy vọng lần đụng mặt này sẽ không làm cho các bạn choáng váng, la toáng. Làm chính Ad bị hốt hoảng. Fanpage nào thần tiên không biết. Chứ một ngày của admin trường đại học Văn Lang bật điên như vô diện. Bạn không tin á? Bạn quá vô tâm. Ad lấp ló trong hầu khắp mọi hoạt động của sinh viên Văn Lang cơ mà. Cùng học tập giữa mùa đông không lạnh, cùng vui chơi, nhảy múa như một vị thần. Dằm bữa, xài thuật tàng hình, bắt trộm từng khoảnh khắc người lạ ơi. Ten ten. Đây là góc làm việc lãng mạn của Ad nha. Mỗi ngày Ad đều đặn lắng nghe tâm sự thính giả từ các khoa gọi về. Alo, đây là trường đại học Văn Lang sang chảnh bậc nhất Hà Nam. Ad muốn xin đẹp, xin lắng nghe mọi tâm tình của bạn. Và đương nhiên, nghề chính của Ad là một tay trên bàn phím. Bạn biết không, trả lời tin nhắn là một nghệ thuật. Và Ad là một nghệ sĩ. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu hơi khó hiểu. Nhưng Ad luôn có thuốc thông minh hỗ trợ. Ad phải giải thuốc nhiều nhất khi mùa tuyển sinh đến. Mỗi độ về kêu hè về, fanpage trường đại học Văn Lang ngập lụt trong tin nhắn. Ad bơi, bơi nữa, bơi mãi. Ad chờ, chờ nữa, chờ mãi. Chờ hoài cũng đến ngày khóa tân sinh viên út ít nhập học. Ngắm nhìn Văn Lang vui cửa vui nhà, Ad thấy đời admin đẹp tươi hoa lá. Vì sao bạn chọn Văn Lang? 1001 câu trả lời. Vì sao Ad chọn fanpage trường đại học Văn Lang? Vì Ad yêu sự đáng yêu của sinh viên Văn Lang, từ ngoài đời thực đến trên mạng xã hội. Hôm nay, ngày 20 tháng 11, fanpage trường đại học Văn Lang mừng sinh nhật 2 tuổi với 50.000 người yêu thích. Bé yêu của Ad ngày nào bé bỏng, này đã lớn quá rồi. Bằng tất cả tấm lòng của một admin xinh đẹp, xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng fanpage trường suốt thời gian qua. Mọi quà tặng vui lòng gửi vào hộp thư giúp Ad nha. Xin chào tạm biệt. Hello. 2, 3. Tiếp. Mở nhạc lên đi. Bạn có thằng nhạc không nè? Có bà chị. Nào quay nó tí coi. Ok vô. 3 bắt đầu.